thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo giữa tỉnh Hưng Yên với Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã cử kíp phóng viên tham gia đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà quân và dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Trong các ngày từ ngày 29 tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 tháng 1 năm 2020, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã phối hợp với 9 tỉnh thành phía Nam gồm Sóc Trăng, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ cùng đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên, chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Tây Nam của Tổ quốc. Cùng tham gia đoàn công tác có 50 phóng viên, nhà báo của 37 cơ quan báo, đài trung ương và địa phương. Sau 6 ngày diễn ra hành trình, đoàn công tác đã tiến hành nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Thổ Chu, dâng hương tại bia tưởng niệm gần 500 đồng bào thiệt mạng trong cơn bão số 5 năm 1997 trên đảo Nam Du, tổ chức thăm động viên chúc mừng năm mới 24 đầu mối thuộc các đơn vị hải quân, biên phòng, kiểm lâm, trạm hải đăng và nhân dân trên năm đảo gồm Thổ Chu, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Nam Du, Hòn Đốc. Tổng giá trị quà đoàn đã trao tặng là gần 1,8 tỷ đồng. Qua đó đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo mà đoàn công tác đã đến thăm, thể hiện tình cảm trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố, động viên kịp thời quân dân trên vùng biển Tây Nam vững vàng bám trụ, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.